Lạng Kha Kỳ Duyên chương 447, phá quốc cũng có lương sĩ. Liêu Đại Khâu thần tình kích động nhìn xem kế duyên cùng thường dịch. Hai vị tiên sinh, các ngươi tính được chuẩn sao, ta nói là, ta nói là các ngươi nói là thật. Tiểu bảo, hắn, hắn còn sống. Bình thường thầy bói xem bói, người nhà họ liêu nghe cũng chính là nghe, cảm xúc mặc dù sẽ có nhấp nhô, nhưng sẽ không như thế khoa trương. Cũng không biết vì cái gì, hai cái này đại tiên sinh nói tới mà nói, là thường làm cho người khác tin phục, phản phất từ bọn hắn trong miệng nói ra đến chính là sự thật. Cho nên Liêu Đại Khâu cảm xúc lập tức kích động lên, không riêng gì hắn, cửa phòng bếp bên trên phu nhân cũng là như thế, loại cảm giác này tựa như cũng không phải là tìm người tính toán cái mệnh, mà là quan sai mang tin vào đến, nói bọn hắn đại nhi tử còn sống đồng dạng. Cánh cửa bên trên Liêu Gia Ấu tử nhìn xem phụ mẫu hiện tại bộ dáng có một số không biết làm sao, lôi kéo Liêu mẫu ống tay áo. Mẹ liêu mẫu lúc này mới hoàn hồn xoa xoa chính mình tiểu nhi tử khuôn mặt nhưng vẫn là lưu ý lấy lão liêu cùng hai cái đại tiên sinh phương hướng đối mặt chuyện này đối với vợ chồng già kích động kế duyên cùng thường dịch tự nhiên là lý giải người trước lần thứ hai trịnh trọng gật đầu hồi đáp không sai các ngươi trưởng tử liêu chính bảo còn sống chúng ta có thể giúp các ngươi đi trong quân hỏi thăm một chút nói không chừng có thể tìm tới các ngươi nhi tử nghe nói như thế liêu đại khâu lập tức đứng lên trong tay chén cháo kém chút không quan ra đối với người nhà nông tới nói quý giá cháo hoa ào 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 đến chảy xuôi tại trên mặt đất nơi tay bị cháo hoa bỏng đến sau đó liêu đại khâu mới vội vàng đem chén cháo đặt ở trên ghế sau đó phù phù một chút quỳ gối rồi kế duyên cùng thường dịp trước mặt hai vị tiên sinh nếu là có thể giúp chúng ta tìm về tiểu bảo cái này ân cả đời không quên cả đời không quên a à. Bên kia cửa phòng bếp bên trên phu nhân cũng là buông xuống chén cháo, đồng dạng chạy đến Liêu Đại Khâu trước mặt cùng một chỗ quỳ xuống. Cầu hai vị tiên sinh giúp chúng ta tìm về tiểu bảo, cầu hai vị tiên sinh. Hai người thậm chí còn muốn dập đầu, bất quá bị kế duyên cùng thường dịch một trái một phải riêng phần mình đưa tay nâng, bọn hắn không tránh không tránh không ngăn đón thụ hai người một bái, nhưng dập đầu cũng không cần rồi. Hai vị mau mau xin đứng lên, chúng ta tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp không cần đi cái này đại lễ lão liêu ngẩng đầu lên nhìn xem kế duyên cùng thường dịch có thể chúng ta nên như thế nào báo đáp hai vị chúng ta không tiền không thế lực nên như thế nào báo đáp nha từ các nơi trong quân tìm người cũng đem người mang đi chính là lão liêu phu phụ dạng này nông dân cũng biết khẳng định phải tốn không ít tiền bởi vì nghe nói trong huyện đánh cái kiện cáo trước sau chuẩn bị tiền đều phải không ít thậm chí nửa năm trước liền có thôn bên cạnh hai hộ bởi vì một con ngựa tranh chấp đi cáo quan cuối cùng bên thua bên thắng đều không có ngựa đều gấp cho quan phủ rồi lão liêu phu phụ rất rõ ràng chính mình vô lực gánh vác cái gì có thể chẳng lẽ để cho hai vị đại tiên sinh gánh vác không nói đến kế duyên cùng thường dịch có thể hay không làm như thế chính là thật như vậy làm liêu gia phu phụ cái này lương tâm bất an a à, nhưng cứu nhi tử cơ hội làm sao có thể từ bỏ đâu Kế duyên giống như là xem thấu cái này hai phu phụ ý tưởng, nghĩ nghĩ phía sau chỉ chỉ chính mình tiểu búi tóc bên trên mặt Ngọc Trâm nói. Ta cùng thường tiên sinh cũng không thiếu tiền, cũng không kém quan hệ, huống hồ, giúp các ngươi cũng là đáng. Nhìn xem kế duyên mặt Ngọc Trâm, hai phu phụ liền tính không phải đối ngọc khí biết hàng người, cũng biết đây tuyệt đối có giá trị không nhỏ, như cái này bận biểu đối kế duyên cùng thường dịch tới nói thật sự là tiện tay mà thôi, vậy bọn hắn cũng sẽ an tâm không ít. Từng nếu như là các ngươi thật nghĩ báo đáp, lại cho kế mổ múc chén cháo đi. Ha ha ha, đúng, thường mổ cũng phải lại thêm một bát, nhiều hơn chút dưa muối, cái này dưa muối mang theo vị tươi, ăn thật ngon. Lão liêu phu phụ trên mặt hiển hiện kinh hỉ. Cốt cốt cốt, ta cho hai vị múc, ta cho hai vị tiên sinh múc. Hai phu phụ vội vàng đứng lên đến, ống quần đều không để ý tới đập, liền từ kế duyên cùng thường dịch trong tay tiếp nhận cái chén không, vội vã đi phòng bếp múc cháo, Đồng thời còn không quên nói xong nhà mình dưa muối. Cái này dưa muối a, à, là chính ta dùng cải trắng ướp gia vị, này lại vừa vặn khai đàn, chính là tươi đẹp thời điểm đâu, dùng để nấu canh cũng uống rất ngon. Phu nhân múc cháo, lão Liêu Tắc thì cho hai cái trong chén thêm món ăn, hai người trên mặt tràn đầy vui mừng, nước mắt lại ngăn không được chảy xuống, chỉ bất quá động tác trên tay không ngừng, chỉ có thể lấy tay trên cánh tay ống tay áo lau nước mắt. Bất quá chờ đi ra phòng bếp thời điểm hai người trên mặt nước mắt đã lau sạch sẽ rồi vững vàng bưng hai bát phủ kính dưa muối cháo cẩn thận từng ly từng tí đưa đến kế duyên cùng thường dịch trước mặt phản phất bưng cháo cực kỳ nặng nề cũng cực kỳ phỏng tay đồng dạng kế duyên cùng thường dịch liếc nhau người trước cùng người sau khẽ gật đầu mà người sau lúc trước người cái kia mắt xanh bên trong phản phất có thể nhìn thấy thế gian tình người ấm lạnh hình chiếu hai người chỉ là tại lưu đại khâu nhà ăn một bữa điểm tâm ngay tại hai phu phụ chờ đợi vừa lo lắng ánh mắt bên trong sớm ly khai rồi mau thang thôn, để cho phía sau chuyên lại đến tìm kế duyên cùng thường dịch lão thôn trưởng đều vô hụt. Kế duyên cùng thường dịch lúc rời đi sau đó cự tuyệt liêu đại khâu lấy xe trâu đưa tiễn hảo ý, lựa chọn trực tiếp đi bộ, rời đi thôn xóm một đoạn đường sau đó tắt thì bay thẳng nâng rời đi. Có rồi liêu chính bảo tư liệu tin tức, lại từ liêu gia mang đi liêu chính bảo khi còn bé chơi qua một cái một kiếm, đối kế duyên cùng thường dịch mà nói, muốn tìm đến Liêu Chính Bảo liền cũng không tính khó khăn. Hai người mắt sáng xác thực hướng phía Nguyên Triệu Quốc Đông Nam phương hướng bay đi, một đường liếc nhìn đại địa, phát hiện rất nhiều đồng ruộng đều đã hoang rồi, có một số thôn xóm thậm chí thành trấn đều đã hết rồi. Cái này rất giống kế duyên lúc trước đi tổ Việt Quốc thời gian trông thấy cảnh tượng, mà tổ Việt Quốc mặc dù tình thế quốc nội cực kém, nhưng là một người có thể cùng đại trinh cứng rắn nhiều năm như vậy quốc gia, tự thân nội tình vẫn có một ít, quốc thổ diện tích cũng lớn, có thể nguyên triệu quốc thì nhỏ hơn nhiều, vốn là loạn trong giặc ngoài. Lần này ôn dịch lại bao gồm một phần ba quốc thổ, sợ là chân khí số muốn hết. Ước chừng đi qua một cái nửa chừng canh giờ thời gian, kế duyên cùng thường dịch đến rồi nguyên triệu quốc Đông Nam Phương một nơi hoang vu chi địa, nơi này đã coi như là nguyên triệu quốc biên cương rồi, chỉ bất quá biên ải thành trì có vẻ hơi tàn phá, phía sau xung quanh cũng không có gì bách tính tụ cư, mặc dù có chút đồng ruộng. Nhưng đều là binh sĩ chính mình trồng, dùng để trình độ nhất định làm dịu quân lương thiếu. Kế duyên cùng thường dịch đương nhiên sẽ không bay thẳng rơi đầu tường, mà là tại ngoài thành vùng hoang vu hạ xuống, sau đó dọc theo phía sau đồng ruộng, một chút xíu tới gần thành trì. Kế tiên sinh, cái kia liêu chính bảo hẳn là ngay tại thành nội, chúng ta thế nào đem hắn mang đi, không bằng để cho hắn ngủ, sau đó mang theo hắn bay trở về mau thang thôn. Tại thường dịch vừa đi vừa hỏi kế duyên thời điểm, Kế duyên lại tại nhìn chăm chú lên cái này một tòa biên cương thành trì, lấy hắn đặc thù pháp nhãn mà nhìn, trên thành binh sát nồng đậm, trong đó lại thêm có một luồng mịt mờ mà đặc thù khí tức ngưng thực ở trong thành. Có chút không quá giống là nguyên triệu quốc dạng này, trách trưới quốc gia có thể có khí cùng nhau, trong lòng suy tư sau đó nhìn về phía thường dịch. Cái này phải xem liêu chính bảo nghĩ như thế nào rồi. Thường dịch nhướng mày, cũng nhìn về phía thành trì, có một số không minh bạch kế duyên ý tứ, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều theo hai người càng ngày càng tiếp cận cái này thành trì cũng rất nhanh bị một ít lính gác phát hiện còn đi tại hai bên là đồng ruộng trên đường nhỏ đâu trống to một tiếng mà ra dừng lại sau đó liền từ ruộng một bên trong bụi cây thoát ra năm tên quân tốt tranh 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 năm người tất cả đều rút đao chỉ hướng kế duyên cùng thường dịch mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem hai người đầu lĩnh binh sĩ nhìn kỹ kế duyên cùng thường dịch sau đó mở miệng dò hỏi các ngươi người phương nào? Tới đây biên cương trọng địa cần làm chuyện gì? Mau nói đi, không được giấu giếm. Bên cạnh những binh lính khác cũng đi theo rống to thuật lại. Mau nói đi, không được giấu giếm. Kế duyên cùng thường dịch không có chút nào vẻ kinh hoảng, người trước bởi vì thị lực vấn đề, xem đến là những này quân tốt sung mãn chiến ý, mà thường dịch tắt thì nhìn thấy những binh lính này trên thân giáp trụ cũ nát, không ít địa phương đều có thể nhìn thấy tự chế buộc dây thường tu phục vết tích, liền liền binh khí bên trên cũng có lỗ hổng nhưng loại trừ lớn lỗ hổng không có cách cái khác địa phương lại mài đến sáng như tuyết lưỡi đao cũng đủ thấy sắc bén bỉ nhân kế duyên vị này là thường dịch thường tiên sinh ta hai người nhận ủy thác của người đến đây vì trong thành này một vị binh sĩ đưa tin mong rằng các vị quân gia tạo thuận lợi đưa tin đầu lĩnh quân tốt sửng sốt một chút bên cạnh những binh sĩ khác cũng tương hổ đối mặt vài lần cho ai đưa tin còn có quan văn tính vật kế duyên suy nghĩ một chút tay trái ra vẽ từ tay áo phải bên trong móc đồ vật trên miệng liên tục không ngừng hồi đáp quan văn có 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 quân gia chờ một lát thường dịch một mặt hiếu kỳ nhìn xem bên cạnh kế tiên sinh muốn biết kế tiên sinh lúc nào làm ra quan văn kết quả nhìn thấy kế duyên từ trong tay áo móc ra một cái chỗ trống giấy tuyên trực tiếp đưa cho đầu lĩnh quân tốt đầu lĩnh quân tốt từ kế duyên trong tay tiếp nhận quan văn xem xét tỉ mỉ bên trên bên cạnh còn có hai tên quân tốt cũng cùng một chỗ thăm dò trong lại. Bọn hắn từ trên xuống dưới nhìn rất nhiều lần, sau đó mới gật gật đầu trả lại kế duyên. Người xác thực có quan văn, nhưng ta cũng không biết quan này văn có phải là thật hay không, ngươi lấy trước tốt, một hồi gặp quân sau đó cho hắn xem, hiện tại cùng chúng ta đi. Tốt, làm phiền các vị quân gia dẫn đường. Kế duyên hướng về phía thường dịch khẽ gật đầu, đem giấy tuyên lại nhét rồi trong tay áo, mà người sau cũng một chút hiểu được, đây bất quá là chứng nhãn pháp nho nhỏ vận dụng những này quân tốt nhìn thấy quan văn bất quá là bọn hắn muốn nhìn đến loại kia mà thôi tiếp cận thành trì thời điểm cho dù là mặt hướng phía sau một phương này cửa thành cũng vẻn vẹn mở ra gần nữa đồng thời bên ngoài còn thiết trí chướng ngại vật trên đường ít nhất trải qua hai lần kiểm tra kế duyên cùng thường dịch mới gặp được phụ trách bắt môn quân sau đó tại một gian thành nội dựa vào cửa trong phòng vị kia quân sau đó đồng dạng nhìn kỹ rồi quan văn còn lấy ra mấy phần cũ quan văn so sánh xác nhận quan văn không sai lầm sau đó liền không tiếp tục trả lại kế duyên mà là cùng cái khác quan văn cùng một chỗ để vào rồi một cái trong hộp gỗ các ngươi là đến đưa tin cũng là lạ bên trên đám kia giá áo túi cơm quân lương đều cho không được đầy đủ thế mà lại vì đưa tin phê công văn cái này quân sau đó cũng chính là như thế lẩm bẩm một câu sau đó liền đầy cõi lòng chờ mong lần thứ hai hỏi kế duyên cùng thường dịch có bao nhiêu tin còn có ta ta gọi lý thu dương nội hà quận nhân sĩ còn có a nghe được cái này trong phòng một ít cái binh sĩ cũng nhao nhao chờ đợi hướng phía kế duyên cùng thường dịch trong lại rõ ràng rất khát vọng có chính mình tin nhưng kế duyên chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cũng không những người khác tin chỉ có liêu chính bảo lời nhắn cùng với trong nhà tính vật vị này quân sau đó thở dài gật gật đầu hướng về phía bên cạnh một vị binh sĩ nói mang hai vị tiên sinh đi gặp liêu tư mã rõ kế duyên cùng thường dịch theo tên kia quân tốt ở trong thành tạc qua cũng nhìn được không ít những binh sĩ khác có còn mang theo tổn thương có tắt thì ngay tại thao luyện vô lực ngoại lệ y giáp tàn phá thường tiên sinh thấy thế nào nghe được kế duyên mà nói thường dịch lại là lắc đầu lại là cảm khái phải nói bách chiến thiết huyết chi binh vậy thật tráng sĩ nhưng đáng tiếc hai vị tiên sinh Ta có phải hay không đi quá nhanh rồi." Đầu lĩnh trước đường binh sĩ gặp kế duyên cùng thường dịch một mực theo không kịp bước chân hắn, liền cho rằng là chân mình bước quá nhanh rồi, dù sao phía sau hai cái chỉ là là thư sinh, trước đó cũng đã nói đến thời điểm kế ngồi xe ngựa tới, chỉ bất quá sớm xuống xe. Kế duyên tranh thủ thời gian hướng về phía vị này quân sĩ nói: "Quân gia yên tâm, chúng ta đuổi theo." Thường dịch ở một bên cũng là gật đầu này ngược lại là để tên này binh sĩ có chút xấu hổ gãi đầu một cái nói hai vị tiên sinh khác xưng hô như vậy ta các ngươi là có học vấn người ta chỉ là cái tham gia quân ngũ chống đỡ được địch nhân nhưng muốn mọi người qua tốt thời gian vẫn là phải dựa vào các ngươi không nghĩ người tiểu binh này có cái này giác ngộ kế duyên không khỏi nhìn nhiều hắn một chút sau đó cùng thường dịch hơi hơi bước nhanh hơn xung quanh quân cốt phần lớn cũng đang nhìn kế duyên cùng thường dịch hai cái này rõ ràng không phải trong quân cách ăn mặc người phỏng đoán lấy hai người là ai tới làm cái gì thành trì không lớn sao đại hà huyện huyện thành ít hơn quẹo trái quẹo phải đi rồi một lúc lâu rốt cuộc đi tới ở vào trung tâm thành trì một tòa kiến trúc trước mặt chẳng những so những kiến trúc khác rộng lớn một ít còn có không ít quân tốt đứng gác hai vị tiên sinh nơi này là ta trong thành phủ tướng quân liêu tư mã ngày thường cũng ở chỗ này bất quá hai vị còn được trước gặp qua tướng quân mới có thể đi gặp Liêu Tư Mã. Nên có chi nghĩa. Kế duyên đáp lại một tiếng, cái này dẫn đường binh sĩ trước hết một bước chạy đến trước phủ đệ thông báo đi. Không bao lâu, kế duyên cùng thường dịch liền thấy qua trong thành này tướng quân, cũng không hung thần ác sát, cũng không khôi ngô tuấn lãng, một bộ bề ngoài xấu xí bộ dáng, nhưng tất cả binh sĩ đều đối hắn dị thường tôn kính. Giờ phút này kế duyên cùng thường dịch liền đứng tại một gian trong phòng khách, trong phòng có một cái bàn lớn bên trên phủ lên thật to địa đồ bức tranh bên trên vẽ đầy rồi tiêu ký tướng quân ngồi tại bàn lớn phía sau trên ghế nhìn xem kế duyên cùng thường dịch hắn trong tay có bắt môn quân sau đó thư tay biểu thị đã nhiều lần so với văn thư cũng đề ra nghi vấn qua hai người các ngươi từ trung đạo quận tới chúng ta đã thật lâu không có đạt được qua tiếp tế rồi bên kia rốt cuộc là tình huống như thế nào lần trước phái đưa tin binh đi cũng là đối chúng ta qua loa cho xong nó sẽ mau chóng vì chúng ta vận chuyển quân lương cùng tiếp tế, nhưng bây giờ liền khối mẻ kim loại đều không có. Tướng quân từ vị trí bên trên đứng lên, chỉ vào trên bản đồ nơi nào đó nói. Chúng ta đã ở đây trấn thủ 3 năm, trong 3 năm chém giết rồi hoặc nhiều hoặc ít tràn, chết hoặc nhiều hoặc ít huynh đệ, ta đều đã nhớ không rõ rồi, nhưng chúng ta tiếp tế, chúng ta quân phí đâu. Ta thậm chí biết rõ một ít huynh đệ đem để giành được đến quân phí phó thác đến hậu phương, có thể những này quân phí đều không thể chân chính đưa đến trong nhà sợ là tại cái nào đó quan sai trong túi này lại trong phòng liền đem quân cùng kế duyên thường dịch ba người nhưng hắn tiếng âm cũng không lớn bởi vì hắn sợ bị bên ngoài các huynh đệ nghe được có thể đem quân lời nói khí thế rất đủ một luồng mãnh liệt sát khí đánh thẳng tới kế duyên cùng thường dịch xem như người tu tiên có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó huyết sát chi lực sợ là bình thường yêu ma đều muốn e ngại ba phần bất quá đối với bọn hắn loại này đạo hạnh thâm hậu người tu tiên mà nói tắt thì còn chưa đáng kể. Kế duyên chỉ có thể chấp tay một cái, yên lặng hồi đáp. Vị tướng quân này, ta cùng thường tiên sinh cũng không phải nguyên triệu quốc quan viên, bất quá là thảo phần văn thư tới đây đưa tin mà thôi, quân lương quân lương sự tình, ta hai người cũng không biết được, nhìn tướng quân minh xét. Không sai, ta cùng kế tiên sinh một đường từ liêu chính bảo gia hương đường xa mà đến, đối với việc này cũng không hiểu rõ tình hình đổi thành trước kia thường dịch mặc dù cũng nho nhã lễ độ nhưng cơ bản không quá sẽ đối với phàm nhân nói nhiều như vậy không phải xem thường mà là không cần thiết lãng phí công phu này phàm nhân cố chấp quá nhiều một câu nói nói không thông coi như xong nhưng giờ phút này không riêng gì bởi vì đi theo kế duyên cũng là bởi vì trước mắt phàm nhân xác thực đáng kính nể hoặc là nói cái này một thành quân tốt đều là khả kính người hô tướng quân thở ra rồi khẩu khí hòa hoãn một chút cảm xúc một lần nữa ngồi xuống. Hai vị tiên sinh bị sợ hãi đi, việc này xác thực cùng hai vị không quan hệ, ta không nên đối các ngươi tức giận. Tướng quân có hắn bất đắc dĩ, cái này một thành binh sĩ đều có bọn hắn bất đắc dĩ, bọn hắn không thể lùi, bọn hắn lui, nguyên triệu quốc hậu phương làm sao bây giờ? Hơn nữa trấn thủ mệnh lệnh một mực tại, cũng không lui được. Đúng rồi, hai vị một đường đi tới, còn có cái gì tin tức khác, không cần cái gì quân tình chính vụ nói một chút dân tình là được thường dịch nhìn kế duyên một chút tự hồ do dự muốn hay không nói trước đó chuyện phát sinh bất quá kế duyên vẫn là đối với hắn nhẹ gật đầu người sau liền mở miệng nói ngày trước nguyên triệu quốc bảo phát một trận lớn ôn dịch quét sạch ít nhất một phần ba quốc thổ nhiễm bệnh người vô số ốm chết người không đếm được cái gì tướng quân ngồi thẳng người một đôi tay gắt gao nắm lấy cái ghế một nắm tay phát ra từng đợt xoẹt xoẹt âm thanh. Ôn dịch, hiện tại như thế nào? Dài cốc đạo quận chịu dịch tai họa sao? Kế duyên mở miệng nói. Ôn dịch đã khống chế được, chỉ cần đến tiếp sau quản lý thỏa đáng, nên sẽ không lại thứ bột phát, chỉ là tại ôn dịch bên trong chết đi người vô pháp phục sinh rồi. Còn cụ thể cái nào địa phương gặp tai họa, chúng ta cũng không tính quá rõ ràng, chủ yếu không biết địa danh. Tướng quân nghe được cái này lộ ra một trương phi khóc chế nhạo mặt quản lý thỏa đáng triều đình tính toán không nói ta đã phái người đi truyền lưu tư mã hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến rồi đa tạ tướng quân từng thủ hạ huynh để có thể có trong nhà tin tức rốt cuộc là chuyện tốt đúng rồi người tới cho hai vị tiên sinh lo pha trà nghe được mệnh lệnh tiến đến một cái quân sĩ đồng ý một tiếng sau lại thứ ra ngoài lại đợi một lát một cái thân hình thẳng tắp khôi ngô giáp gia hán tử theo hai tên quân sĩ bước nhanh đi tới, trên mặt rõ ràng mang theo hưng phấn cùng vui thích. Gia thư ở đâu? Gia thư ở đâu? Liêu Chính Bảo giọng rất lớn, người còn chưa tới thanh âm đã chấn động đến bên này rung động ầm ầm, nhìn xem cùng cha hắn trung thực bộ dáng có rất lớn khác biệt. Đi vào sảnh nội, Liêu Chính Bảo trước tiên hướng về tướng quân Ôn Quyền thi lễ một cái, sau đó nhìn về phía kế duyên. Gia thư đâu? Gia thư đâu? cha mẹ rốt cục cho ta hồi âm sao tìm tới cái có thể viết gia thư người không dễ dàng trong nhà cũng không tiền dư mua bút mực phí tổn nhà này thư ta phán đã lâu rốt cuộc đã đến liêu chính bảo cảm xúc rất kích động từ hắn lời nói bên trong không khó nghe ra đã từng viết qua không chỉ một phong gia thư nhưng trên thực tế đều không truyền đến trong nhà kế duyên hơi hơi thở dài chỉ là hướng hắn chắp tay nghiêm mặt nói cũng không viết sách xuống tới chỉ là mang đến lời nhắn cùng tính vật Nói xong, kế duyên đem một mực dùng bố cuốn lấy một cái cánh tay dài ngắn đồ vật từ phía sau lưng lấy ra, đưa cho Liêu Chính Bảo, người sau đưa tầng tầng nhanh mở ra, lộ ra rồi bên trong một cái một kiếm. Trên một kiếm còn khắc lấy một cái tiểu nhân, cùng với mấy đạo đòn kiên. Liêu Chính Bảo hàm chứa nhiệt lệ tinh tế vuốt ve thanh này hồi nhỏ phụ thân cho làm một kiếm, phản phất thấy được khi còn bé sung sướng thời gian. Là ta, là cha ta cho ta làm một kiếm, không nghĩ tới vẫn còn, nó vẫn còn, rõ ràng ta trước khi nhập ngũ liền không tìm được. Là nó. Liêu Chính Bảo đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía kế duyên cùng thường dịch. Cha mẹ ta được chứ? Trong là người được chứ? Kế duyên trịnh trọng trả lời. Liêu Tư Mã cứ yên tâm, cha ngươi mẹ ngươi đều rất tốt, thân thể khỏe mạnh ăn được ngủ được, không những như thế, cha ngươi còn phát động toàn bộ thôn nhân thành lập rồi một cái nghĩa mộ, vì gặp gỡ hoang dã di cốt tìm một cái vùi lấp nơi chung thay, là có tiếng người tốt a a a vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi kế duyên rốt cục nở nụ cười sau đó nói đúng rồi bọn hắn còn già mới có con ngươi có cái thân đệ đệ rồi kêu liêu bảo quy sáu tuổi rồi có đúng không có đúng không liêu chính bảo hớn hở ra mặt hai tay chặt chẽ nắm chặt một kiếm sau đó lại vỗ đùi ai nha vậy cái này một kiếm hẳn là lưu cho đệ đệ ta chơi mang đến làm cho ta sao nha có câu lời nhắn không được sao sao, đúng rồi, cha mẹ ta mang theo cái gì lời nhắn tới cho ta a à? Ách! Kế duyên từ trước đến giờ biết ăn nói, bao nhiêu lần mồm mép công phu đã cứu mệnh cũng thay đổi qua thế cục, lần này lại hiếm thấy nghẹn lời một chút, sau đó mới tới gần Liêu Chính Bảo một bước, lấy chỉ có hắn nghe được thanh âm thấp giọng nói. Liêu gia nhị lão hy vọng, ngươi có thể về nhà đi, tổng quân nhiều năm chưa về nhà, bọn hắn rất nhớ ngươi. Liêu Chính Bảo hơi sững sờ, Nhìn xem kế duyên cùng thường dịch, lại nhìn về phía trong phòng những người khác, trực tiếp mở miệng. "Để cho ta trở về." Thốt ra lời này, sảnh nội bầu không khí lập tức tĩnh mịch xuống tới, bên cạnh mấy người lính đều nhìn về Liêu Chính Bảo, liền liền tướng quân đều vô ý thức ngồi thẳng rồi thân thể nhìn về phía hắn. Liêu Chính Bảo cái này một lớn tiếng mở miệng, kế duyên thậm chí thường dịch đều đã mơ hồ biết rõ rồi hắn sẽ nói cái gì đáp án. Liêu Chính Bảo tự nói xong câu nói kia cũng vẫn xem lấy trong tay một kiếm, trầm mặt rất lâu, thanh âm trầm thấp mới từ trong miệng truyền ra. Hai vị có như thế đại năng chịu đựng, có thể lệnh ta về quê. Thường dịch nhìn nhìn kế duyên, gặp hắn không nói chuyện, liền mở miệng trả lời. Chút chuyện này không làm khó được ta cùng kế tiên sinh, có thể muốn tới quan văn lại để người đưa chúng ta tới cái này đủ để chứng minh điểm này. Ha ha, hai vị tiên sinh bất quá là hai cái tay trói gà không chặt thư sinh, hậu phương mặc dù rất nhiều giá áo túi cơm nhưng vẫn là có quan hệ quan phủ cũng không phải bài trí muốn cái quan văn có lẽ dễ dàng có thể ta như thế trở về thuộc về phản bội chạy trốn bị phát hiện là muốn bị chém đầu sẽ còn liên lụy người nhà nói không chừng còn liên lụy các ngươi thường dịch tiếp tục nói đây là việc nhỏ cũng có thể giải quyết ha 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 ta không tin liêu chính bảo nói xong ngẩng đầu nhìn thường dịch một chút tiếp tục xem một kiếm trên chỗ ngồi tướng quân muốn nói lại thôi hai tay lại một lần nữa siết chặt lan can nội tâm của hắn dãy dụa không thể so với liêu chính bảo ít hơn bao nhiêu đang lúc hắn mong muốn mở miệng nói mình có thể hỗ trợ thời điểm liêu chính bảo lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía kế duyên cùng thường dịch hai vị tiên sinh đa tạ các ngươi vì ta mang đến trong nhà tin tức thanh này một kiếm thay ta đưa cho ta đệ đệ liêu chính bảo đem một kiếm trả lại cho kế duyên trong miệng tiếng nói hiện ra rất kiên định cha ta thành lập nghĩa mộ là trong thôn nổi danh người tốt con của hắn đương nhiên càng không thể mất mặt đem đào binh trong nhà có huynh đệ của ta nơi này cũng có làm phiền hai vị tiên sinh trở về nói cho cha ta biết mẹ cùng đệ đệ liền nói tương lai chính bảo sẽ khải hoàng về quê nhưng bây giờ ta liền không trở về ôi liêu chính bảo cuối cùng thở vào một hơi đều mang thanh âm rung động kế duyên khe khẽ thở dài vỗ vỗ thường dịch vai bên cạnh khẽ lắc đầu sau đó đối lưu chính bảo nói, ngươi xác nhận làm cái này quyết định. thường dịch cũng không nhịn được mở miệng nói tiếp. ngươi có biết ta cùng kế tiên sinh đến tột cùng là người phương nào? ngươi có biết nếu ngươi trở về, không riêng gì cùng người nhà đoàn tụ, lại thêm có thể được đến thường nhân khó có chi phúc, ngươi có biết? ngươi có biết ta cùng trong thành mấy ngàn huynh đệ đồng đội tình nghĩa? ngươi có biết ta vứt xuống bọn hắn tự mình rời đi, trong lòng sẽ có cỡ nào dày vò? chỉ là vừa rồi ngẫm lại, ta lấy lương tâm khó có thể bình an. Liêu Chính Bảo không đợi Thường Dịch nói xong, liền mắt đỏ hướng to lớn hô lên âm thanh. Ta biết hai vị tiên sinh nhất định là người tài ba, ta biết. Nhưng ta đã quyết định, đa tạ. Thường Dịch bị dạng này chống đối, lại cũng không sinh khí, trái lại mặt lộ vẻ mỉm cười hướng phía Liêu Chính Bảo gật gật đầu, sau đó từ chính mình trong tay áo tay lấy ra phù lục, ở trong mắt kế duyên hào quang lóe lên một cái rồi biến mất nhưng ở người chung quanh trong mắt lại chỉ là trương chữ như gà bới ngoạn ý cho đây là cha mẹ ngươi vì ngươi cầu bình an phúc cho ngươi thường thường mang ở trên người ngươi đây cũng không thể tự tuyệt a à. liêu chính bảo lại là sững sờ sau đó vội vàng đoạt đồng dạng lấy tới cái này không còn sớm lấy ra ta tự nhiên muốn mang theo kế duyên mang theo ý cười nhìn xem một màn này đối thường dịch gật đầu lại nhìn về phía liêu chính bảo cùng tọa thượng tướng quân như thế ta cùng thường tiên sinh xem như thất tính với người kế duyên ngoài miệng nói xong muốn thất tính với người nhưng lại cũng không bất kỳ cái gì ảo não thần sắc tướng quân nhịn không được từ vị trí bên trên đứng lên đi đến liêu chính bảo trước thân trọng trọng vỗ vỗ bả vai hắn mà người sau cũng hướng phía tướng quân nhẹ gật đầu kế duyên ước lượng lấy trong tay tiểu một kiếm suy nghĩ một chút lại đối liêu chính bảo nói một kiếm là cha mẹ ngươi cho chúng ta tính vật ngươi cũng lưu chút tính vật cho chúng ta để cho cha mẹ ngươi biết được ngươi thật còn sống đúng 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 hẳn là hẳn là liêu chính bảo trước đem trong tay phù bình an cẩn thận chồng chất hai cái phía sau nhét vào trong ngực sau đó xoa xoa tay suy nghĩ nên cho cha mẹ tính vật gì nhưng nửa ngày cũng nghĩ không ra cái gì vừa vặn ta cái này cũng không có gì đồ vật vừa vặn a à. liêu chính bảo xin giúp đỡ nhìn về phía tướng quân nhưng kẻ sau cũng nghĩ không ra được cái gì bên này cái gì đều thiếu lại thêm không cái gì đặc sản cũng không thể mang cái phá binh khí cho nhà đi như vậy đi ngươi viết phong thư nhà cho nhà lời nhắn mặc dù cũng có thể nhưng không bằng thư như thế có thể thường thường quan sát giải quyết tư sầu cái này một kiếm ngươi cũng giữ đi kế duyên đề nghị một câu thuận tiện đem một kiếm lần thứ hai còn đưa liêu chính bảo người sau gãi gãi đầu nhận lấy một kiếm sau có chút không có ý tứ địa đạo ta mặc dù giảng đơn có thể nhận một ít chữ nhưng viết có thể viết không tốt không bằng vẫn là tiên sinh giúp ta viết thay a à. trước kia hướng trong nhà gửi đưa gia thư đều là do trong quân có một số viết văn trình độ người thay thế viết ví dụ như bắt môn quân sau đó lần này kế duyên cùng thường dịch tại liền một chuyện không nhọc hai chủ được ta tới giúp ngươi viết kế duyên nghe vậy tự nhiên vui vẻ đồng ý liền tại cái này nghị sự sảnh nổi bức tranh trên bàn có binh sĩ tìm đến giấy bút kế duyên thay thế liêu chính bảo viết sách khi biết những năm này trong nhà đều chưa lấy được bất kỳ cái gì thư tính sau đó, Liêu Chính Bảo dứt khoát đem chính mình những năm này đại khái kinh lịch nói một chút, từ mới tham quân thời gian mê mang, đến phía sau sợ hãi, đến lại phía sau chết lặng, cuối cùng chuyển biến làm một loại kiên nghị tinh thần trách nhiệm. Dù là kế duyên lần này chữ rất nhỏ, nhưng một phong gia thư cũng đầy đủ viết rồi năm khối giấy, nhất bút nhất họa rơi vào mặt giấy, đều để người bên ngoài tựa như đang thưởng thức nghệ thuật đồng dạng mỗi lần viết xong một tờ để ở một bên nhẹ nhàng thổi một cái bút tích liền nhanh chóng thu khô kế duyên bút trong tay viết xong sau đó theo cổ tay chuyển một cái lại đổi về rồi trong quân nguyên bản bút mà trước đó viết sách thời điểm lông sói tắt thì thu nhập rồi trong tay áo cũng liền thường dịch có thể thấy rõ điểm này tốt nhìn xem có hay không có cái gì bỏ sót kế duyên tránh ra cái bàn liêu chính bảo cùng bên cạnh tướng quân cùng binh sĩ tắt thì vội vàng xích lại gần một ít xem gặp năm khối trên giấy chữ viết chảy nhỏ dọc tinh tế tự động thấy đã cảm thấy có loại tâm tình thư sướng cảm giác tướng quân kia nhịn không được đối kế duyên cùng thường dịch nói ta xem như đã hiểu vì cái gì hai vị tiên sinh cũng không cái gì quan lại diễn xuất lại có thể được đến thông hành văn thư còn có thể có xe ngựa hộ tống đến bên này thùy nguy cơ chi địa lại thêm dám nói bốc nói phép nói khả năng giúp đỡ lưu tư mã về nhà chỉ bằng vào chữ này hai vị tiên sinh tất nhiên là học cứu kinh người hạng người quan lại trong giới trí thức nịnh bở các ngươi người sẽ không thiếu. Thường dịch lắc đầu cười nói. Tướng quân là người biết hàng A, bất quá thường mổ cũng không dám cùng kế tiên sinh sánh vai, ta chữ mặc dù so thường nhân cũng tính là không sai, nhưng cùng kế tiên sinh so sánh còn kém xa. Liêu chính bảo mặt mũi tràn đầy vui thích lại cẩn thận từng ly từng tí nắm lấy trang giấy, tinh tế coi trọng đầu văn tự, hắn biết chữ không tính quá nhiều, chỉ vì có thể thấy rõ cơ bản quân sự thuật ngữ, nhưng ở mấy tờ này trên giấy, lại là thường đến thông thuận, mỗi chữ mỗi câu đều có thể thưởng thức xem nó ý. Thật tốt, viết thật tốt, thật tốt. Sau đó Liêu Chính Bảo còn cầm bút lên, viết lên chính mình danh tự, mặc dù cố đạt được tinh tế, nhưng vẫn là có một số lệch ra xoay, cùng kế duyên chữ vừa so sánh liền càng thêm không chịu nổi, lại khiến phong thư này lại thường đến chân thực. Một phong thật dài gia thư, để giành được Bạch Ngân 1826 thù, chính là Liêu Chính Bảo mong muốn kế duyên cùng thường dịch mang về toàn bộ đồ vật hắn biết rõ loại cơ hội này rất có thể sẽ không còn có rồi, cho nên tiền này vẫn là tìm tướng quân mượn một ít. Kế duyên cùng thường dịch trở về thời điểm, tướng quân cùng Liêu Chính Bảo đều đưa bọn hắn đến rồi bắt môn, đồng thời điều động một đội binh sĩ cùng một chiếc xe ngựa hộ tống bọn hắn lên đường, ít nhất là hộ tống đến bọn hắn khu vực quản lý biên cảnh. Chờ mang theo kế duyên cùng thường dịch xe ngựa tiêu thất tại thành bắc ngoài cửa, Liêu Chính Bảo cũng có chút thất vọng mất mát rồi, bất quá rất nhanh liền thu thập tâm tình, khôi phục rồi ngày xưa kiên cường bộ dáng mà giờ khắc này bắc môn quân sau đó ngay tại chính mình trong doanh phòng viết văn thư đem gần nhất mấy ngày chính mình chỗ phụ trách binh sĩ cùng tuần tra tình huống viết sách hoàn tất chỉnh lý tốt viết đến hôm nay thăm hỏi hai người lúc thế nào cũng nhớ không nổi đến quan văn bên trên cụ thể phê văn quan viên danh tự là ai thế là liền kéo qua bên cạnh hộp gỗ mở ra tìm kiếm thông hành quan văn dự định chiếu vào viết một viết kết quả lật tới lật lui thế mà không tìm được tấm kia quan văn quái ta rõ ràng thả nơi này a à, làm sao lại tìm không thấy a à, đây là có chuyện gì bắt môn quân sau đó bỗng nhiên từ một chồng quan văn bên trong lật ra rồi một cái giấy trắng hắn rút ra trước sau lật qua lật lại xem xét xác nhận bên trên một chữ đều không tăng thêm lật qua lật lại tìm không thấy kế duyên tấm kia văn thư không khỏi liền để quân sau đó sinh ra một loại hơi có vẻ hoang đường ý tưởng Đem việc này cùng tướng quân cùng Liêu Chính Bảo nói một chút, cả hai cũng là kinh ngạc không thôi, cầm tấm kia rõ ràng không phải trong quân tất cả thượng đẳng giấy tuyên, lật qua lật lại nhìn rất lâu. Tướng quân, phải đem hai vị tiên sinh đuổi trở về không? Bắc môn quân sau đó hỏi như vậy một câu, tướng quân cùng Liêu Chính Bảo đều nhìn về hắn, người trước lắc đầu. Nhất định là Liêu Gia tìm kỳ nhân dị sĩ tương trợ, không cần nhiều cái này một lần làm cho người ác cảm kế duyên cùng thường dịch vừa rời đi biên cương hạt cảnh dĩ nhiên chính là đằng không mà lên về phía tây bắc phương hướng bay đi bọn hắn từng cùng liêu chính bảo nói qua rất nhanh sẽ đem gia thư cùng ngân lượng đưa đến liêu gia nhưng đoán chừng liêu chính bảo cùng một ít biết rõ việc này quân sĩ chết sống mỹ không ra cái này rất nhanh là có bao nhanh một ngày này trời còn chưa có tối liền có một cái cưỡi ngựa nha môn sai dịch chạy tới mao thang thôn đây là kế duyên cùng thường dịch đặc biệt tìm người biến thành một cái có thân phận nhân vật mệnh hắn đưa tin. Tiếng vó ngựa một đường vọt tới cửa thôn, sau đó giảm bớt tốc độ, trong thôn hỏi dò Liêu Gia vị trí, cuối cùng do ngay tại trong thôn đi dạo Lão Trương mang đến Liêu Đại Khâu nhà. Lão Trương phía trước dẫn đường, mà sai dịch dắt ngựa ở phía sau đi theo. Sai gia, ngay ở phía trước, ngay ở phía trước rồi. Dẫn đường dẫn đường. Vân vân vân. Lão Trương bước nhanh tới gần Lão Liêu nhà, giật ra cuốn họng trước tiên quát lên lão liêu lão liêu có nhà các ngươi thư nói là tiểu bảo từ trong quân đội gửi đến lão liêu cái gì liêu đại khâu đang nghe truyện trên tv audio cv vội vàng hấp tấp xông ra gian nhà nhìn về phía bên kia dắt ngựa sai dịch người sau để cho lão trương hỗ trợ nắm lấy dây cương tiến lên hai bước đối lão liêu hơi hơi chắp tay vị này chính là liêu thiện nhân đi con trai của ngài liêu chính bảo có thư đưa đạt còn có một bao theo tính vật kiện, đều ở nơi này, ta cũng không từng mở ra. Sai Dịch nói xong từ trong ngực móc ra một cái bó chặt bố túi, giao cho Liêu Đại Khâu, người sau cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, sau đó lại không kịp chờ đợi mở ra, nhưng động tác đột nhiên đình trệ, vội vàng chú ý Sai Dịch vào ly viện. Sai gia, sai gia mời vào trong, bên trong uống trà. Sai Dịch vội vàng khoát tay. Không được không được, ta còn có công vụ tại người, sẽ không quấy rầy rồi. Lần này ôn dịch quá nghiêm trọng, chết rất nhiều người, ta cũng vội vàng đâu. Thông các ngươi thế mà một cái sinh bệnh đều không, cũng là chuyện lạ, xem ra cái này làm việc tốt lão thiên gia vẫn là sẽ cố lấy các ngươi. Đúng đúng, không dám đánh quái sai gia, sai gia đi thông thả, đi thông thả. Sai dịch khoát tay ra hiệu bọn hắn không cần lại cho, trở mình lên ngựa liền định ly khai, bất quá trước khi đi nghĩ đến cái gì vội vàng quay đầu về Liêu đại câu nói. Đúng rồi, Liêu Thiện nhân ta gọi Đỗ côn là đại hà huyện nha dịch lão liêu sững sờ lập tức kịp phản ứng do dự qua phía sau cắn răng nói sai gia yên tâm ta lần sau đi trong huyện chắc chắn mang theo tâm ý tới cửa bái phỏng ta không 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 phải ta không phải ý tứ này sai dịch có một số dở khóc dở cười ta nói là nha liêu thiện nhân đừng quên ta liền thành ta không phải muốn thu ngươi chỗ tốt cùng tiền tài Ngươi cho ta cũng không dám cầm a. Nói xong những này, Sai Dịch cũng không còn lưu thêm, trực tiếp liền phóng ngựa chậm rãi đi ra thôn, sau đó dơ roi dục ngựa rời đi. Chờ Sai Dịch vừa đi, lão Trương lập tức kêu lên. "Lão Liêu, ngươi còn thất thần làm gì, xem thư a." "A a a đúng đúng đúng, có thể, có thể ta cũng không biết chữ a." "Ai nha, hài tử cha hắn, ngươi quản nhiều như vậy, nhìn lại nói." "Ừm ừm, nhìn lại nói." mấy người ghé vào trong viện ngồi xuống vội vàng mở ra cái túi lấy ra bên trong đồ vật trong đó một cái cái túi nhỏ triểu nặng liêu mẫu mở ra xem lại có rất nhiều nén bạc cùng bạc vụn t thật nhiều tiền a xem thư xem thư liêu đại khâu cẩn thận mở ra phong thư căn bản không bỏ được xé hỏng sau đó mới lấy ra năm tấm giấy viết thư thần kỳ là thư này hắn thế mà có thể xem hiểu rõ ràng lớn chừng cái đấu chữ đều không biết lại có thể thật sự xem đến rõ ràng thư bên trên viết rồi cái gì, trả lại bên cạnh liêu mẫu, lão trương cùng với cũng ra tới tụ cùng một chỗ tiểu nhi tử đọc lên tới nghe. Cha mẹ thân khải, đứa con bất hiếu liêu chính bảo mời kế tiên sinh viết thay, mà tổng quân 9 năm, trằn trọc mấy ngàn dặm, 9 năm qua tin tức hoàn toàn không có, mà trong lòng rất là ấy nấy. Đời này chưa báo dưỡng dục chi ân, mà bây giờ gặp một kiếm, lệ như suối trào. Năm trang đọc xong đã qua hơn một phút, Liêu gia phu phụ trên mặt đã tràn đầy nước mắt, liền lão trương cũng nghe được hốc mắt đỏ đỏ. Cũng chính là tiểu liêu niên kỹ còn nhỏ, tăng thêm cùng người ca ca này chưa từng thấy, đồng thời không có bao nhiêu cảm xúc, trái lại tựa ở mẫu thân trên đùi ngây thơ hỏi một câu. Huynh trưởng nói hắn tại thật xa thật xa địa phương, thư trở về phải mấy cái, thư này là kế tiên sinh viết thay, thế nhưng là kế tiên sinh cùng thường tiên sinh buổi sáng không phải mới đi không? Ba cái đại nhân một chút toàn bộ ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, à, hai cái đại tiên sinh mới đi không bao lâu a. À. Có phải hay không là đã sớm viết xong tin, cho nên hiện tại đặc địa đến trong thôn tìm ngươi. Lão Trương kinh ngạc một câu, sau đó lại nghĩ đến nói chút hợp lý khả năng, lúc đầu Liêu gia phu phụ cũng muốn gật đầu, nhưng một mặt ngây thơ tiểu Liêu lại mở miệng. Không đúng không đúng, huynh trưởng trong thư nói một kiếm, cũng là buổi sáng cha mới cho kế tiên sinh. Lần này, trong nội viện đại nhân chỉ là hai mặt nhìn nhau không biết nên nói cái gì rồi. Thật lâu lão liêu mới thì thào một câu. Đây là gặp gỡ thần tiên A. Như thế trong miệng vài người hư hư thực thực thần tiên nhân vật hiện tại nơi nào. Kế duyên cùng thường dịch mặc dù tìm người khác đưa tin, nhưng lại cũng không rời đi, giờ phút này đang đứng tại mau thang thôn nghĩa mộ bên trong, chỉ bất quá bây giờ cho dù có người tới, cũng không nhìn thấy bọn hắn, mà thổ địa công liền bồi tại hai người bên cạnh bọn hắn hiện tại chỗ đứng trí chính là cái kia giáp sĩ chi hồn phần mộ, xác thực nói là hai cái mới tử quân người hợp tán chi mộ, dù sao mau thang thôn người cũng chính là để cho người ta xuống mồ, không có khả năng một hộ một phòng. Lúc này phần mộ mã bên trong tên kia đầu lĩnh giáp sĩ đã tỉnh rồi, đang ngồi ở trong mộ cùng kế duyên cùng thường dịch giảng thuật chính mình khi còn sống cùng sau khi chết sự tình. Theo sắc trời dần dần tối xuống, nghĩa mộ bên này cũng dần dần náo nhiệt lên, Giáp sĩ quỷ hồn liền mang theo cái khác quỷ hồn cùng một chỗ, nhau nhau từ trong phần mộ ra tới. Đổi thành người bình thường nếu như là thấy cảnh này sợ là đến bị dọa sợ đến quá sức, mà kế duyên cùng thường dịch cùng với thổ địa tự nhiên là cũng không cái gì phản ứng đặc biệt. Nghe cái kia giáp sĩ kể xong chính mình khi còn sống sự tình, kế duyên bọn người mới minh bạch, đối phương khi còn sống cũng không phải có nhiều đặc thù, vốn chỉ là một cái nho nhỏ thập trưởng, phía sau lại bị thăng làm một cái thiên tướng thân vệ. Quân doanh ngay tại Đại Hà huyện không xa, nhưng trong quân gặp gỡ bất ngờ làm phản. Hắn cùng tướng quân đều là chết tại loạn trong trận, thi thể theo sông ngòi trôi dạt đến bên này. Bất quá cái này giáp sĩ xác thực cũng có chỗ hơn người, kế duyên càng muốn tin tưởng hắn là chết được quá sớm, nếu là có thể một mực có sức sống, tương lai chưa hẳn không có một phen hành động. Còn như là Triều đình trụ cột vẫn là phản loạn chi lực liền không nói được rồi, dù sao quỷ này hồn trong lòng đều có một cây cái cân hiếm thấy là sẽ đối với ý nghĩ trong lòng có hành động, không phải loại kia nước chảy bèo trôi người. Kỳ thật đại đa số người trong lòng đều có một cây cái cân, một người tốt phân rõ tốt xấu, người xấu kỳ thật cũng chia đến rõ ràng, chính là những cái kia tự xưng không hiểu, rất nhiều cũng là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, trong đó phần lớn người là từ chúng, mà giáp sĩ loại này có thể xuất đầu tắt thì tương đối hy hữu. Cái kia các ngươi sau đó có tính toán gì không? Thành quân chi quỷ, âm ti thế nhưng là dung không được. Kế duyên hỏi như vậy rồi một câu, nghĩa mộ bên trong tất cả đều an tĩnh lại. Cái kia chúng ta liền không thành quân rồi, thật tốt đời tại trong mộ, có lẽ có thể được đưa đi âm ti quỷ thành cũng được. Thổ địa công chúc gật đầu nói. Âm ti bên trong bây giờ quỷ thành quỷ so dương thế người sống còn nhiều, chính là thiếu nhân thủ thời điểm, dưới tình huống bình thường là không dám dùng tùy tiện dùng các ngươi, nhưng trải qua này chống lại dịch quỷ chiến dịch, ta vì các ngươi bảo đảm, âm ti đem sẽ dùng các ngươi. Mặc dù khả năng rất thời gian dài bên trong cũng không âm xoa thân phận, nhưng tốt xấu là một phần đang lúc âm gian việc phải làm. Thổ địa công lời nói nghe được nghĩa mộ bầy quỷ cực kỳ tâm động, đi âm gian người hầu lời nói có thể so sánh hiện tại mạnh hơn nhiều. Lúc đầu kế duyên nghĩ đến có phải là nghĩ cách đem những này quỷ lấy tới vô nhai quỷ thành đi, nhưng quỷ cùng người đồng dạng, hương tình rất nặng, có thể lưu tại chuyện này đối với bầy quỷ tới nói là chuyện tốt, hơn nữa còn là đang lúc âm ti việc phải làm, sau quỷ thành loại kia địa phương mạnh, thế là cũng sẽ không nói ra tới rồi. Như âm ti nguyện ý, các ngươi đi cái kia ngược lại là cũng không tệ. Nói xong kế duyên suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu, hướng về phía thổ địa công nói. Ngươi có thể thích hợp nói một chút ta cùng thường tiên sinh, tin tưởng âm ti cái kia làm việc sẽ nhanh rất nhiều, ngươi cũng tránh khỏi không ít làm phiền. Thổ địa công vội vàng chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Tiểu thần lĩnh pháp chỉ. từng Kế duy ngẩng đầu nhìn bầu trời bóng đêm, lại cùng thường dịch liếc nhau. Thường tiên sinh, chúng ta đi thôi. Hảo. Hai người thế là hướng phía thổ địa cùng bầy quỷ hơi hơi chắp tay thi lễ một cái, tại bầy quỷ cùng thổ địa cầm lễ không thả đưa mắt nhìn bên trong, trực tiếp bước trên mây mà đi. Chỉ bất quá tại ráng mây đi xa thời điểm, có một đạo yếu ớt chỉ riêng bắn trở về nghĩa mộ, quan mang tiêu thất sau đó, hóa thành hai cái pháp tiền xuất hiện tại giáp sĩ trong tay một nắng hai sương bên trong tại bầu trời phi hành hai người phương hướng tự nhiên là hướng phía đông nam chỉ là tại trở về trên đường kế duyên cũng rốt cục có vừa vặn thời cơ hỏi dò thường dịch tiên hà đảo tại tây bắt đầu chi mạch bị hủy bởi tay yêu ma có thể hay không sẽ khiến phái nhân thủ trùng kiến nơi đây sơn môn tiên hà đảo người tu tiên ở chỗ này có một chỗ chi mạch sơn môn trình độ nhất định tới nói là rất có thể chấn nhiếp yêu ma tà ma cho dù nhân gian lại là đại loạn thậm chí có yêu ma quỷ quái yêu ma quỷ quái, nhưng cũng không thể quá mức, bây giờ chi mạch một hủy, không phải có rồi lỗ hổng. Bất quá thường dịch trả lời khiến kế duyên cảm thấy an tâm một chút. Nếu ta tiên hà đảo từ bỏ nơi đây sơn môn, chẳng phải là nói rõ ta tiên tu sợ yêu ma. Chính là vì mặt mũi, trưởng giáo sư thúc cũng sẽ không bỏ rơi nơi này, hơn nữa những cái kia may mắn còn sống sót chi mạch đồng môn cũng giống vậy nuốt không trôi một hơi này, chúng ta mặc dù bị phàm nhân gọi tiên nhân, cũng vẫn là có tính tình kế duyên cười cười cũng không ai nói tiên nhân liền không còn cách nào khác sao là cực đến thời điểm bày trận mượn lực một đường đi vội cũng phi rồi rất lâu trở về thời điểm không cần đưa quá mau tự nhiên bay thời gian lâu hơn một chút nửa tháng trôi qua còn không có thấy đại trinh quốc thổ ngược lại là thường dịch trước tiên nhận được một đạo đặc thù tin tức một ngày này đăng giá vân thường dễ cùng kế duyên bỗng nhiên trông thấy chân trời có một đạo hào quang bay tới Tốc độ rất nhanh nhưng theo kế duyên bên trên cũng không sinh khí. Kế tiên sinh, đây là ta Tiên Hà Đảo phi kiếm truyền thư. Tiên Hà Đảo chân truyền đệ tử cũng sẽ ở sơn môn nơi lưu lại thân hồn khí tức, trong môn như có chuyện quan trọng, có thể cúng tế đưa ra kiếm khí hoặc là cái khác pháp khí, dựa vào này khí tức tính ra môn nhân đại khái phương vị sau đó, mượn khí cơ khóa chặt truyền thư truyền tin. Thường dịch giải thích công phu, cái kia Hào Quang đã đến phụ cận, hắn vẫy tay hào quang lập tức liền bay vụt đến hắn trong tay đồng thời đứng im không động rồi kế duyên tinh tế nhìn nhìn là một thanh chỉ có một chưởng dài tiểu kiếm hoặc là nói kỳ thật càng giống chủy thủ chỉ bất quá chui rất ngắn thường dịch lấy kiếm chỉ xẹt qua cái này tiểu phi kiếm kiếm nhận ngưng thần chốc lát giống như là đang lắng nghe cái gì mấy hơi sau đó mới quay đầu hướng kế duyên chắp tay cầm lễ nói kế tiên sinh trong môn có việc thường mổ trước tiên cần phải đi một bước rồi thường dịch đoạn này thời gian cùng kế duyên ở chung xuống tới, đã cơ bản hiểu rõ rồi kế duyên tính tình, cho nên nói chuyện cũng không giống trước đó để ý như vậy, bằng phẳng một ít liền tốt, cho nên lại bổ sung. Trong đảo đang truy cứu trước đây mà lệ cùng yêu ma sự tình, lại muốn dời đảo, vì thế bây giờ là không tiện tiếp đãi khách lạ rồi, chờ dời đảo hoàn thành, thường mổ định thân tự đi tới Ninh An huyện, mời tiên sinh đi tiên hà đảo làm khách. Dời đảo Kế duyên trong lòng hơi kinh hãi tiên hà đảo bổn đảo có thể tính không lên tiểu dù sao người tu tiên đi tới đi lui quá nhỏ diện tích liền cùng nhét chung một chỗ đồng dạng hơn nữa tiên hà đảo loại này tiên môn bên trong tám thành là cái gì phúc địa thậm chí khả năng có thế ngoại động thiên cái này xê dịch cũng không phải nói một chút thật sự di sơn đảo hải thủ đoạn trong lòng giật mình trên mặt vẫn là không biểu hiện ra ngoài kế duyên chỉ là hướng phía thường dịch chắp tay đáp lễ thường tiên sinh trước tạm đi thôi chúng ta tiên du đại hội lúc gặp lại cũng không muộn, từng, ngươi sẽ đi a à. Đi. Tự nhiên sẽ đi. Kế tiên sinh, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Tương hổ tạm biệt sau đó, thường dịch vừa sải bước ra dưới chân chi vân, thủy thân hóa hào quang, trong chốc lát tốc độ bay tăng vọt, hướng phía đông nam điện xạ mà đi. Tại không trung dừng lại một lát, cúi đầu hướng phía phía dưới nhìn nhìn, cuối cùng lắc đầu, tiếp tục hướng về nhà phương hướng bay đi, này lại hắn cũng không muốn đi tới mặt ngao du một vòng. Trở lại Ninh An huyện thời điểm ước chừng là ước chừng lại qua rồi 10 ngày, chính là bây giờ kế duyên, đều cảm thấy bay đủ rồi, cũng khó trách người trong tu hành đến rồi trình độ nhất định phía sau rõ ràng có thể học phi cử chi thuật, vẫn còn có giới vực đưa đò các loại tạo vật, đường dài lữ hành xác thực vẫn là muốn thoải mái tốt hơn. Nhất là chỉ có một người thời điểm. Đương nhiên kế duyên thật nghĩ nói chuyện phím, đem một đám chữ nhỏ thả ra, đảm bảo so chợ bán thức ăn còn náo nhiệt, bất quá trên trời đi đường đâu, đây là quên đi thôi. Bây giờ đã là trung tuần tháng 3, là vạn vật khôi phục mùa, theo kế duyên dần dần hạ thấp độ cao, trên mặt đất nhìn thấy đã đến chỗ là đỏ đỏ xanh xanh, thảm thực vật đâm chồi sinh trưởng, chim quyên hoa cùng hoa đào các loại hoa cỏ cũng nở đang lúc đẹp. Rơi xuống đất Ninh An huyện bên ngoài, kế duyên cái mũi giật giật, loáng thoáng đã nghe được một luồng đặc thù hương hoa truyền đến, chính là nhà mình trong nội viện hoa táo năm nay ngược lại là sớm nở hoa rồi. Bất quá cái này cây táo lớn sớm đã không phải phổ thông cây cối, nó suy nghĩ gì thời điểm nở hoa đều có thể chính mình xác định, cũng không cần quản hoa gì thời hạn rồi. Lần này trở lại Ninh An huyện, tại lúc vào thành sau đó, vẫn như cũ không có người biết được kế duyên, tự nhiên cũng liền không ai chào hỏi, bất quá đến rồi thiên ngư phường ngoại nhai đầu hẻm, kế duyên mới lừa ra ngõ, tiểu nữ hài thanh thúy tiếng nói liền truyền tới. Gia gia, gia gia, đại tiên sinh trở về thanh âm chính là tôn nhã nhã mà nghe được thanh âm tôn phúc cũng ngay tại nhìn quanh tôn nữ nơi chỉ phương hướng trông thấy một thân áo trắng kế duyên đang chậm rãi mà tới kế tiên sinh trở về rồi đúng vậy a à, trở về rồi kế duyên vừa đi gần tiệm mì vừa cười lấy trả lời cùng đưa tay vuốt vuốt tôn nhã nhã đỉnh đầu tiểu nữ hài lúc này không tránh không tránh nhìn xem quầy hàng bên trong rất hiếm thấy một cái thực khách đều không có nha nha trở về liền tốt bị nước cùng tạp toái kế duyên suy nghĩ một chút liền gật đầu làm phiền tôn phúc thế là khoan khoái bận rộn tại tôn ký ăn rồi mặc tiến nhập thiên ngư phường sau đó còn cùng hai cái biết hắn người chào hỏi sau đó thẳng đường trở lại cư an tiểu các bên trong vừa mở cửa kế duyên liền gặp được cây táo lớn hoa nở mãn cành hơn nữa đang có một đám ông mật tại đầu cành cây trong bụi hoa trên dưới bay lượn loay hoay quên cả trời đất có thể, có linh mật ăn rồi, nói không chính xác còn có thể luyện chế chút mật tinh. Ông mật thọ mệnh rất ngắn, cũng liền mấy tháng, bất quá bọn này ông mật quần thể cũng có thể có thể là năm đó cùng lượt, tổ ông vị trí hẳn là cũng tại tương đồng địa phương, đến lúc đó kế duyên đi chia một ít mật ông đến 10 phần giảng đơn. Đến nhà cũng không cần quá câu thúc, kế duyên trực tiếp đem trong tay áo kiếm ý thiếp lấy ra, mặc cho một đám liếu ríu tiểu gia hỏa náo nhiệt, chính mình liền vào nhà đi ngủ đây bản sự quả nhiên là phải càng dùng càng lớn càng dùng càng đơn thuần trước đó thi triển nghiêng trời kiếm thế hắn đối với thiên địa chi thế lại có chút cho phép lĩnh ngộ đến mức sớm đã đình trệ rất lâu tụ lý càng không cũng có một chút tư tưởng mới nhưng vẫn là rất khó ngược lại trước tiên thiêm thiếp một giấc tại ngủ trong mộng thôi diễn tu hành một phen lại nói đến rồi kế duyên bực này tu vi bình thường mà nói là rất ít nằm mộng tình huống bình thường cho dù có mộng cũng là chính mình khống chế loại kia tại trong mộng diễn hóa ra cảnh vật, cùng vào tỉnh nhập định không sai biệt lắm, xen vào ý cảnh thiên địa đặc thù, kế duyên ngủ nằm cũng coi là hắn một loại đặc biệt tu hành phương thức. Đương nhiên kế duyên cũng sẽ bình thường đi ngủ, dù sao đi ngủ là một kiện rất thoải mái sự tình, liền xem như người tu tiên, theo kế duyên biết, cũng là muốn đi ngủ, khoa trương một chút thậm chí thật một mộng nửa năm thậm chí mấy năm đều có. Kế duyên vốn là phải cũng cố nghiêng trời kiếm thế đoạt được, đồng thời mượn nhờ loại kia lấy thần thông pháp lực cộng thêm thiên địa hóa sinh hiển hóa chi lực cộng đồng dẫn động thiên địa chi thế thi triển diệu pháp mục tiêu huyền diệu cảm ngộ đến đột phá tụ lý càng không từ đầu đến cuối không được lần thứ hai đề thăng gông cùng xiềng xích một hồi trước tụ lý càng không có lớn đột phá kế duyên cũng là muốn lấy đem thế vận dụng hóa vào trong đó bởi vì thụ lão long bắc tuệ đồng hòa thượng thời vẫn sử dụng thủ đoạn ảnh hưởng đồng thời tại nào sẽ đang thất ý lục thừa phong thăm hỏi phía trước nhận được đột phá một lần kia đoạt được, có thể tụ lý càng khôn không còn là nghĩ viễn vông, ít nhất không còn là phổ thông trữ vật chi thuật, không gian cũng gia tăng thật lớn, chưa đến nỗi nhét ít đồ còn được nghĩ đến có phải là mang cái bao phục, một cái cần câu hại đặc biệt luyện chế một chút phía sau cuốn lại, nếu không không bỏ xuống được. Nhưng một hồi trước sau đó, cũng vẹn vẹn dừng bước nơi này, theo kế duyên pháp lực càng ngày càng tinh thâm, lại thêm ngũ hành viên mãn, trong tay áo không gian càng lúc càng lớn, thậm chí có thể độc phân khu vực, đồng thời cũng có rồi một ít thần diệu vận dụng, nhưng cùng kế duyên trong tưởng tượng vẫn là chênh lệch cực lớn. Mặc dù bây giờ tụ lý càng không đơn độc lấy ra, phóng tu hành giới cũng là khó lường trữ vật thần thông, thuận tiện mau lẹ dung lượng không nhỏ, còn xoái, nhưng kế duyên mong muốn cũng không chỉ là trữ vật thần thông. Chỉ bất quá lần này, kế duyên cái này một giấc lại có một số đặc thù, không đợi hắn vào tu hành trạng thái, một nằm ngủ sau đó, cảm giác mệt mỏi liền dần dần tăng cường ngày đó vận dụng nghiêng trời kiếm thế tâm thần tiêu hao quá độ, mà sau đó lại bởi vì mà lệ quan hệ một mực sách theo tinh thần, một mực không chiếm được rất cốt nghỉ ngơi, tâm thần cũng một mực không chiếm được khôi phục, này lại vừa buông lỏng xuống tới, kế duyên cũng có chút nhịn không được bối rối rồi. Ngủ một lát đi, thật tốt ngủ một lát. vào tỉnh khôi phục tâm thần cùng giấc ngủ khôi phục tâm thần đối với kế duyên tới nói đều không có gì khác biệt, vậy hắn đương nhiên lựa chọn thoải mái một ít phương thức. Mang theo loại ý nghĩ này, kế duyên rốt cục ngủ thật say, mà giấc ngủ này đi ngủ 10 ngày, còn rất hiếm thấy tại ngày thứ 10 cuối cùng là một cái không dài mộng, chân chính mộng. Bởi vì cái gọi là ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng, trong mộng kế duyên tựa như về tới chính mình kiếp trước cố hương, về tới trong nhà mình, càng dường như hơn biến thành hồi nhỏ bộ dáng, ngồi tại gia gia bên cạnh cùng một chỗ nhìn xem cái kia một đài cồng kênh kiểu cũ đen trắng tivi bên trên tiết mục. Cái này đen trắng TV cắm có tuyến TV cũng chỉ có 12 cái băng tầng, hơn nữa đắc thủ động đi tách ra chuyển băng tầng tay cầm, đã từng là kế duyên hồi nhỏ trọng yếu nhất sung sướng cội nguồn, xem TV cùng đánh đỏ trắng máy chơi game đều dựa vào nó. Này lại trên TV ngay tại phóng Tây Du Ký, có lẽ là trong mộng bắn ra đâm chiêu suy nghĩ duyên cớ, mấy cái khác băng tầng cũng là Tây Du Ký, cái này Tây Du Ký chỗ phóng tập hợp số khác biệt, kế duyên đổi lại hai cái đài, chia tay thả hai đoạn một đoạn là tôn ngộ không mong muốn lấy cân đẩu vân lật ra như đến trong lòng bàn tay, tự cho là lật đến rồi chân trời, tại như đến trên ngón tay đi tiểu. Một cái khác đoạn là ngũ trang quán bên ngoài, tôn ngộ không bởi vì tức giận đánh gãy rồi nhân sâm quả thụ, tự biết gặp rắc rối liền mang theo đường tăng cùng sư đệ cùng một chỗ chuồng đi, kết quả bị trấn nguyên tử lấy tụ lý càng không tất cả đều bắt lấy. Kế duyên này lại hết sức chăm chú xem tivi, nghĩ đến cái này tôn hầu tử trước sau cái này hai lần, nhìn xem tựa như là tái tại rồi không sai biệt lắm con đường thần thông phía dưới. Giấc mộng này rất ngắn, cũng chính là như thế vài cái đoạn ngắn sau đó, trên giường kế duyên hơi nhíu rồi cau mày, tâm thần ý biết liền một lần nữa khống chế rồi ngủ trong mộng tâm tư. Mộng cảnh bắt đầu biến hóa, hóa ra rộng rãi thiên địa, hóa ra sơn xuyên thủy trạch, hóa thành ngày đó cái kia một mảnh địa mạch nứt ra phía trước rộng rãi sơn mạch. Kế duyên vẫn như cũ đứng tại cái kia một chỗ đỉnh núi, nhìn xem tuần tại yêu ma, bất quá nơi này đồng thời không có tiên hà đảo tu sĩ tới chiến đấu, chỉ có quần ma loạn vũ cảnh tượng. Nghiên trời kiếm thế. Trong miệng nhàn nhạt phát ra tiếng, lấy kiếm chỉ xẹt qua trong mộng thanh đằng kiếm. Tranh. Tiên kiếm trong chốc lát hóa quang bay lên không, sau đó ý cảnh sơn hà ký thác tại kiếm hiển hiện ra, tại thiên địa chi thế cấu kết, bầu trời như kiếm quang bạch mang, một kiếm đè xuống, thế như nghiêng trời. Trong mộng nghiêng trời kiếm thế uy lực xa so với lúc trước phải lớn, có lẽ là bởi vì trong mộng thiên địa vốn là ý cảnh hiển hóa, vận dụng càng thêm tự nhiên nguyên nhân, nghiêng trời kiếm thế một màn, thiên cương khoái động, sông núi chấn động, phản phất giống như ngày tận thế tới đáng sợ uy áp hạ xuống. Xung quanh yêu ma liều lĩnh chạy trốn, thậm chí có trực tiếp hướng trên mặt đất đụng, hoảng sợ phi thường, giống như điên cuồng, tại kiếm thế còn không có hạ xuống, một ít yêu vật đã hồn thân nhúm máu hóa thành huyết vụ tiêu thất, đây là yêu khí ma khí bản thân bạo liệt gây nên. Kế duyên kiếm chỉ tiếp tục hướng xuống vạch một cái, lại là một trận yêu ma như mưa rơi, chỉ bất quá lúc này, tại không trung không ít yêu ma nhao nhao hoặc hóa thành huyết vụ hoặc tự hành bốc cháy lên, rơi xuống đất đã không một hoàn chỉnh, tất cả đều thần hình câu diệt. Kế duyên vẫn là ngã ngồi tại đỉnh núi, bất quá lần này dĩ nhiên không phải lui đến, mà là tự thân tùy ý thoải mái lấy tọa hạ mà thôi, nhìn xem xung quanh hết thảy, nhìn không được cũng cười một câu. Chật chật, dùng kiếp trước lời nói nói thế nào? Nha đúng rồi, là bức cách hiển lộ hết. Sau đó kế duyên lại đứng lên, trung lên y sam, nhìn mình tay áo. Nghiên trời kiếm thế mượn thiên địa càng không chi lực lấy tru tâm, tụ lý càng không mượn thiên địa càng không chi lực lấy thu hình. Vẫn là kém chút ý tứ. Phải vận càng không chi lực, cần có càng không chi thế. Trong mộng tâm tư không thi triển, mộng bên ngoài kế duyên lông mày cũng hơi nhíu lên. Giờ phút này ngoài phòng, cư an tiểu các trong nội viện một đám chữ nhỏ phân đình đối chọi rất lâu, tuyệt không cảm thấy nhàm chán, đang chơi đến quên cả trời đất, mà con hạt giấy nhỏ tắt thì một mực tại nhìn xem một đám ông mật tới tới lui lui tại cây táo trong hoa bận rộn, hiển nhiên tượng một cái tiểu thái giám công. Lạch cạch Một tiếng vang nhỏ, có thể trong nội viện hạt giấy cùng với một đám chữ nhỏ tất cả đều đem lực chú ý tập trung đến tường viện một góc, trông thấy một cái xích hồ lay động lông tóc từ chân hơi hơi uống lượng trạng thái đứng lên. Thấy không, Ngu xuẩn hồ ly đến rồi. Ưm ừ, ùm, ừ, không gõ cửa, không lễ phép. Thế nhưng là gõ cửa đại lão gia tỉnh rồi làm sao xử lý? Đúng đúng, vẫn là không gõ cửa tốt. Hắn trương này gia nếu là bán cho bì thảo thương, đáng giá không ít tiền A. À? Vậy khẳng định A, à, cái này lông tóc. Một đám chữ nhỏ tích tích tắc tắc tiếng nghị luận truyền đến hồ vân trong tai, làm hắn thân thể cứng đờ, sau đó một chút nhảy tới trong nội viện trên bàn đá tứ phương nhìn quanh ra tới, đều đi ra, các ngươi ở đâu? Các ngươi tại đây, tiên sinh khẳng định trở về. Hồ Vân hướng về phía chung quanh đè ép thanh âm kêu vài câu, nhưng đám chữ nhỏ ẩn tàng công phu cũng không phải là trưng cho đẹp, chỉ nghe hắn âm thanh không thấy hắn mực. Sau đó Hồ Vân vô ý thức nhìn về phía cư an tiểu các nhà chính, cửa đóng, nghe không được lại thêm cảm giác không đến cái gì, nhưng kế tiên sinh khả năng ngay tại bên trong đi ngủ. Đám chữ nhỏ không ra tới, tại rừng cây gặp xoay quanh hạt giấy ngược lại là bay xuống tới rơi xuống trên mặt bàn thế là hồ vân lộ ra rồi vui vẻ nụ cười kế tiên sinh chuẩn đã trở về rồi trước đó kế duyên vội vàng rời đi hồ vân là bị bạch tề trả lại trở về ngư khuê sơn một tháng có thừa có một số điểm tâm kế duyên hoặc là nói sợ kế duyên đi lần này lại là rất lâu rất lâu không trở lại phía trước đến xem qua hai lần tiểu các đều trống không lần này tới đúng rồi các ngươi lúc nào trở về a à? đúng rồi ta có cái gì muốn tặng cho kế tiên sinh hồ vân rất là thần bí hướng về phía con hạt giấy nhỏ nháy mắt ra hiệu phía sau xỏa tung cái đuôi to có quy luật trên dưới vung vẫy hạt giấy nghiêng đầu nhìn nhìn hồ vân cái đuôi nó biết rõ cái này hồ ly tàn đồ vật quen thuộc tàn cái kia nha vật gì tốt a à? bình thản thanh âm truyền ra gian nhà sau đó cửa phòng kẹt kẹt một tiếng bị từ trong mở ra lộ ra môn hậu đã đổi lại một thân thanh sam kế duyên kế tiên sinh ngài trở về à nha ha ha cái này không đứng tại trước mặt ngươi sao thế nào bạch tề khi dễ ngươi rồi hồ vân đem đầu lắc cùng trống lúc lắc đồng dạng không có không bạch giang rất cốt đúng rồi ta trong núi tìm được đồ tốt đến đưa cho tiên sinh ha 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 ngươi có thể tìm tới cái kế duyên tiếng nói dừng lại hồ vân móng vuốt từ phía sau cái đuôi to bên trong cầm ra rồi hai khối đầu chó vàng xem cái này lớn nhỏ nói thế nào cũng phải nửa cái thủ trưởng lớn, phân lượng tuyệt đối không nhẹ. Hắc hắc hắc, tiên sinh, phàm nhân đều ưa thích hoàng kim, lục sơn quân trước khi đi thật giống cũng mang theo không ít, nhưng ta liền không tìm được, lần này vận khí tốt, đào thỏ ổ thời điểm từ giữa đầu lấy ra hai khối, liền lấy đến cho ngài. Kế duyên vô ý thức đi ra sân nhỏ, quay đầu nhìn về ngư khuê sơn phương hướng. Trong núi này chẳng lẽ lại có mỏ vàng? Kế tiên sinh, những này vàng giá trị hoặc nhiều hoặc ít đồng tiền a, à, có tính không rất nhiều a. À. Hồ Vân hỏi dò một câu, hắn đối đồng tiền giá trị đã rất có khái niệm, nhưng hoàng kim còn không tính hiểu rõ, mà nghe nói như thế kế duyên cười lấy hồi đáp. Giá trị rất nhiều tiền, như tiên sinh ta loại này hoa pháp, đoán chừng dùng cái 100 năm đều dùng không chỉ. Nha nha, cái kia tiên sinh muốn hay không a. À. Hồ Vân hiến vật quý giống như đem đầu chó vàng đưa cho kế duyên, người sau cười cười không có chút nào gánh nặng trong lòng trực tiếp đưa tay tiếp nhận. Phải, tự nhiên là phải, ta hành tẩu phàm trần thời gian không ngắn, thiếu cái gì cũng không thể thiếu tiền. Lúc đầu đã làm tốt rồi bị cự tuyệt chuẩn bị hồ vân, nhìn thấy kế duy nhận lấy, lập tức hớn hở ra mặt. Kế duyên ước lượng lấy trong tay hai khối vàng khối, phát ra len ken vang động, có mấy cân nặng, cái này chuyển đổi thành bạch ngân đến có hơn mấy trăm hai, đối kế mỗi người mà nói xem như một khoản tiền lớn đem vàng khối thu nhập trong tay áo kế duyên ngẩng đầu nhìn một chút cây táo ngọn cây nâng lên tay áo hướng phía trên vung lên ô trào nhỏ bé tiếng rít từ trong tay áo truyền ra tựa như cư an tiểu các nội khí lưu hướng phía kế duyên ống tay áo cuốn ngược khắp cây ông mật nhao nhau bị cùng một chỗ hút tới chỉ bất quá tại bầy ông cận thân một khắc này kế duyên lập tức tán đi rồi pháp lực có thể một đám kinh hoảng ông mật có thể hốt hoảng đào thoát không đúng không đúng không phải như vậy vừa rồi cái này thanh thế mặc dù nhìn xem lớn nhưng thấy thế nào đều giống như là theo gió bị hút tới mà như lão long long trảo bắt người loại kia chính là tương đối biến nặng thành nhẹ nhàng rồi nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha